Đài Phương Nam vui lắm mà nghe. Trời ơi, người ta thì đêm nằm nghĩ về tương lai, còn tại sao mình đêm nằm cứ nghĩ về nợ không thế nhỉ? Bây giờ nợ đá gà trả chưa xong mà con mụ xấu cô đơn này còn đòi tiền mình đúng lúc này chứ. Tất cả là do cái thằng vừa lùn vừa mập nó xúi mình. Từ ngày chơi với nó là nợ càng ngày càng ngập mặt. Đã vậy ông Tư còn nói là cái gì chọn bạn mà chơi chứ. Trời ơi. Chào bạn. Qua đây làm gì đây? Qua đây để thăm hỏi sức khỏe các bạn thôi. Thôi về đi, có cái gì đâu mà thăm hỏi, khỏe lắm. Bạn bớt qua đi cho bớt phiền, bớt nợ nhá. Nói thẳng ra là nếu mà như vậy thì mình cũng không giấu gì. Tại vì thật ra mình bây giờ là mình đã đổi khác rồi. Mình không còn là thằng hiền mập như hồi xưa mà tầm thường nữa. Mình sẽ không thể nào chơi với bạn được. Cho nên bạn thông cảm. Cảm ơn bạn nhá. Mình cũng muốn chạy qua nhà bạn này từ bạn luôn đấy. Chứ mình cũng không muốn chơi với bạn nữa đâu. Thế à? Từ ngày chơi thấy hai thằng cùng đi xuống thì thôi bớt chơi lại cho đi lên nhá. Tính qua đây để rủ bạn cùng tiến. Để cùng giàu lên. Thôi, mình không tiến cùng bạn đâu. Bạn càng tiến là mình càng lùi à. Thôi vậy, bạn đi về đi. Vậy thì bạn có thể nào nhìn vào trong này không? Không, bạn ơi. Mình không trả nợ giúp bạn đâu bạn à. Không. Đừng có mang sổ nợ qua đây bắt mình trả nữa. Nợ mình còn chưa trả xong nè. Không đâu, cái này không phải là sổ nợ đâu bạn. Thế là cái gì? Cái này là gia phả của 80 đời nhà mình lúc trước đó bạn. Trời ơi. Trả nợ cho mình bạn là còn chưa đủ rồi. Bây giờ bạn mang cái gia phả 80 đời để mình trả nợ cho cái gia phả 80 đời nhà bạn nữa. Không, bạn đừng hiểu lầm. Ở đây đó là cái cuốn gia phả này khi mà biết ra được thân phận của mình đó, đó chính là mình là cháu gần 80 đời của Bạch Công Tử. Nổi tiếng ở cái vùng này. Ăn chơi trác táng. Tiền là ném và quăng và đốt. Đó, thì bây giờ bạn có thể coi sơ sơ đi. Rồi bạn sẽ hiểu về mình. Trời ơi. Cái này là nẻ lắm mới coi nha. Chứ mà nãy giờ thấy sảng lắm rồi đấy. Không, mình không sảng đâu bạn. Mình không sảng đâu. Bí kíp hả? Đó, thấy chưa? Trời ơi. Đấy. Sao? Cả dòng họ nhà bạn là không biết chữ hết Không mà bí kíp thì không thấy một cái chữ nào hết toàn hình không ngài bạn? Không, tại vì bạn không biết học đấy. Đây, nó có nè, nó có chữ đàng hoàng. Nhưng mà cái chữ này là cái chữ nôm. Chữ nôm hả? Chữ nôm là chữ của đời người xưa của mình á, người Việt xưa của mình á, hiểu không? Hiểu chưa? Đó, thì ở đây ở trong này là khi mà tôi đem ra trong cái nhà dịch á, cái nhà mà cái người những người mà biên dịch lại á thì mới biết ra tôi là bà con, gọi là bà con gần luôn á. Hiểu không? Là nằm trong cái gia phả của Bạch Công Tử. Mà ngày xưa Bạch Công Tử là gì? Là một trong những công tử mà giàu nhất của cái vùng này. Ở cái vùng này mà nói tới tên Bạch Công Tử thì không thể nào không biết được. Bởi cái độ ăn chơi, tiền là cỏ là rác. Cỏ rác. Đúng rồi, cái đấy thì trẻ con nó còn biết mà. Kể lại làm cái gì? Không. Hả? Nhưng mà trong cái gia phả này là lại chỉ về cho tôi cái cách kiếm tiền. Và còn chỉ cho tôi một số những cái kho báu trong lúc mà tôi đang chui xuống gầm giường, tôi trốn thì vô tình tôi thấy được cái cuốn này. Trong này có, trời ơi, cái bản đồ chỉ ra những kho báu. Và bây giờ thì mình qua đây để thứ nhất là để khoe với bạn thôi. Và rồi mình cũng nghĩ là cái đẳng cấp của hai bên nó chênh lệch nhau quá. Chênh lệch về cái bên ngoài á thì nó không có gì để đáng nói, nhưng mà chênh lệch về đẳng cấp và tiền bạc đấy thì bạn thua mình xa, cho nên là xin lỗi bạn. Mình không chơi với bạn được nữa. Bạn à, thật sự hồi nãy ấy, bắt tay đi. Không, hồi nãy mình chọc bạn thôi. Bạn hiểu không? Chứ còn những lần qua nhà bạn chơi là mình có một thấy một mình ngửi được cái mùi gia phả nhà bạn mà. Trời ơi, qua mà lúc nào dưới gầm giường bạn nó cũng bốc lên một cái mùi rất là gia phả luôn. Mình cảm giác như cái mùi của tiền. Nhưng mà mình không nói, mình muốn là tự bạn tìm ra, hiểu bạn hiểu không? Cho nên là thôi thì đã chơi với nhau tới giờ phút này rồi thì bạn là may mắn sinh ra trong một cái gia phả mà nó giàu có như vậy và có kho báu nhiều như vậy thì thôi thì cũng cho mình điền tên vào cái gia phả của bạn với. Đừng đụng vào trong áo mình nhiều quá, nó sẽ làm cho cái áo mình nó bị mất đi kỳ đi. Cho dù cái áo này mình có cũ thì khi mà sau này chừng khoảng 5 năm 10 năm cái áo này có thể là đem ra bán đấu giá được luôn, bởi vì mình là cháu nội của Bạch Công Tử mà, cháu cố nội đó, hiểu không? Đó thì bây giờ như thế này,
Thôi thì để mình kể sơ sơ về cái gia phả của mình, về ông cố nội mình thôi. Là cách đây khoảng chừng hơn 80 năm về trước, là ông cố nội mình đã đi lên trên núi Tà Lơn để học võ của ông thầy Tà Lọt. Thấy ghê chưa? Tà Lơn, Tà Lọt đó hả? Ờ, ông núi là núi Tà Lơn, còn thầy là thầy Tà Lọt. Hiểu không? Rồi ông ấy lên núi bằng cái gì? Máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng. Trời ơi, mình nghĩ ông ấy đi bộ đấy. Không. Thời đấy làm gì có máy bay trực thăng. Thời đó, bởi vậy mới nói, khi mà cái người ta có tiền là người ta chơi sốc lắm. Lúc đó là chưa có máy bay trực thăng đúng không? Nhưng mà chính ông tôi á là đã bỏ tiền ra và tự mua đồ về để tạo ra chiếc máy bay trực thăng đến để tự lái bay lên núi Tà Lơn tâm sư học đạo ông thầy Tà Lọt. Học những 3 năm. Nếu như vậy là bây giờ là cái máy bay trực thăng ấy có khả năng là nó nằm trong bảo tàng đấy. Không không không, đã dân chơi mà. Dân chơi mà nổi tiếng thì ba cái đồ đó chuyện bỏ. Vừa mới đáp lên núi Tà Lơn xong, ông đã kêu đệ tử của cái ông thầy đó chạy ra đạp văng xuống núi. Không để được, không thể nào để cho những người khác học được những cái mình, cái chất xám của mình bỏ luôn. Sao ngu thế? Ông nói ai ngu? Không, ý là bây giờ mình đạp cái máy bay xuống thì mình tu xong mình xuống bằng cái gì? Đó lại là một cái khác. Khi mình lên đó chính là mình đi bằng máy bay trực thăng. Khi mà đáp xuống á là ông cố nội tôi á lại lấy tiền ra đó để mà ráp thành một cái tàu lượn. Ráp thành một cái tàu lượn mà rồi cái cánh cực dài đó, mình đeo lên người mình mà cái cánh nó dài khoảng 3.5 mét đó. Cái đuôi nó dài ra đó, xong rồi cái mình từ trên núi mình bắt chớ mình chạy cái đuôi cái ào, xong rồi ông bẻ rồi ông về lại xứ này đó ăn chơi luôn. Thấy ghê chưa? Trời ơi, là trong này nó ghi như vậy đó, tường thuật lại hả? Đúng rồi. Đã dịch lại mà cái bản dịch tôi để nhà tôi quên đem ra cho bạn coi thôi. Mà trong này nó giấu tiền ở đâu không? Không. Tiền mới là quan trọng chứ còn lên núi xuống núi. Trời đất ơi, ba cái tiền. Ôi, xuống mà xong. Không. Không. Không được đụng vô. Tiền là đồ bỏ. Trong này đã chỉ ra rất nhiều những kho báu. Không cứ biết cách rồi. Khoảng chừng 10 mét. Biết là... rồi, tiền là đồ bỏ nhưng mà nợ là luôn tồn tại hiểu không? Nợ là không bỏ được. Cho nên là bạn ơi, xin bạn đấy, cái gia phả của bạn nó giàu như vậy, bạn giúp mình đi. Không, không. Trả nợ đi. Đừng. Xin bạn. Buông tay ra, đừng làm rụng mất cộng đồng của mình. Nó sẽ vô giá trị cánh tay của mình. Nghe, tại vì hồi nãy bạn đã nói là bạn không chơi với mình nữa. Cho nên mình thật sự là không muốn chơi với bạn nữa. Mình không thích chơi với những người mà ốm nhơm, ốm nhách như vậy. Nghe. À, thôi, bạn cứ ở đây đi. Rồi để mình về. Mình về bên đó để mình phải tìm tòi ra cái cách để mình đi đến những cái kho báu. Lúc đó nếu mà có được đó, mình sẽ mời bạn qua coi cho vui nha bạn. Công tử, công tử ơi, công tử. Công tử. Cái gì đấy? Trời ơi, ở đâu phóng ra vậy? Em nghe người ta nói hết rồi. Trời ơi, anh đừng có giấu em nữa. Anh là con cháu đời thứ bao nhiêu của công tử, Bạch công tử đúng không? Thôi mà, em biết mà. Thôi em xin lỗi đi, từ nào giờ em hơi nặng lời với anh. Cũng như là có đôi khi em cũng hay quá đáng với anh. Thì thôi bỏ qua cho em nha. Không sao hết. Thôi để nói cho hai đứa nghe. Hai đứa giỡn nãy giờ cũng vui rồi. Còn ấy thì ấy cũng sớt sát cũng vừa phải thôi. Bên đó là đen ở đợ, chứ không phải là công tử, hiểu không? Ủa? Đen ở đợ, thấy mặc bộ đồ không? Biết rồi, nhưng mà cái này người ta đen nhưng mà ông của người ta là Bạch công tử. Đây, cháu 80 đời của Bạch công tử. Thấy không? Cái coi. Thấy không? Mới ôm xong tát luôn rồi. Ê, nó nghe đúng nha. Đúng là vì tiền mà. Vì tiền gì? Nha, đừng có thấy người ta con gái người ta mơn mởn tuổi xuân vậy, cái thấy người ta ôm lầm cái cũng chịu phái hả? Mơn mởn tuổi xuân nói câu đấy cũng thấy ngượng mồm. Ủa, căng tràn giữa sống mày nè. Mơn mởn chỗ nào? Nè, mơn mởn nè, thấy không? Thấy người ta nở mất miếm không? Anh. Thứ đen hôi thúi thì làm sao mà nhìn thấy được cái mơn mởn người ngày ta. Ngày xưa cái gu của em là cao to đen hôi, nhưng mà ngày hôm nay của em là mập lùn trắng trẻo. Trắng luôn không? Trắng, em thấy anh trắng, có chỗ trắng chỗ đen, nói chung lớm đớm cũng đẹp. Thôi thì bây giờ như thế này. Sao? Gái ơi. Dạ em nghe. Gái đi theo anh để đi về bên nhà anh đó. Dạ. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm lấy những cái kho báu. Và mình sẽ tìm hiểu những cái cách mà hồi xưa ông cố nội mình ăn chơi như thế nào đó. Mình sẽ lại ăn chơi như thế đó. Trời ơi. Mình sẽ tập ăn chơi hơn như vậy để cho nở mặt nở mày ông cố nội mình. Mình đi tìm kho báu đi anh. Đúng rồi, đừng ở đây tanh hôi lắm. Mình đi thôi. Đi bye bye. Thằng này đúng là hên thật chứ. Đúng là giàu đổi bạn mà. Đã
sao không thấy ai, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm chiều mù sương. Thôi được rồi. Hát tới đây là thấy mịt mờ lắm mà, tự nhiên nghe cái mù sương cái thấy nó kỳ á. Đi đâu đây, làm gì đây? Chào Hồng tiểu muội. Ta là Bạch công tử. Chào cô gái xinh đẹp, một màu hồng rất dễ thương, rất hợp với màu trắng tinh Bạch công tử ta. Không dám à, chẳng hay Bạch công tử đi đâu làm gì mà xách theo cái cuốn sổ nợ vậy? À, không, cái này không phải sổ nợ. Cái này là cuốn sổ gia phả của bên gia đình của ông cố ta. Đó chính là ông cố ta chính là Bạch công tử. Còn ta chính là tiểu Bạch công tử. Và đây là của ông cố nội ta, cho nên là ta không thể nào rời được ông cố nội ta cho dù là nửa bước. Trời ơi, một đứa cháu phải nói là rất là có hiếu nha. Đúng vậy. Trân trọng gia phả gia đình nhà mình, kính trọng gia đình của mình. Đúng rồi. Hay quá. Không bao giờ rời nửa bước. Không bao giờ. Kể cả lúc ăn. Đúng vậy. Ngủ. Đúng vậy. Vệ sinh. Không, mày vệ sinh mà đem vô như vậy là sẽ bị ô uế. Mình có thể là mình để ở phía bên ngoài tới khi mình giải quyết công việc gì đó xong cái mình ra mình lấy lại đó. Vậy hả? Rồi thì thật ra thì để mình nói cho Hồng muội nghe, Bạch công tử ta thì nói chung là hiện tại bây giờ mình thấy cuộc sống của mình rất là thoải mái, đồng ruộng cò bay thẳng cánh, đất ruộng thì phùi phì nhiêu ha, cho nên là mình cần cái gì là có đó. Bớt nổ đi. Nổ gì? Bạch công tử hồi xưa người ta có tiền chứ đâu phải ta buôn lựu đạn đâu mà nổ dữ vậy. Nàng không tin ta? Không, không tin ta thì được thôi. Bây giờ có tiền trong người không? Hồng tiểu muội mà lúc nào lại không có tiền. Hồng heo mà. Tiền bán heo nhóc rồi được 520 ngàn. 520 ngàn thì có thể là hình như là bán được mấy ký thịt heo á. Mấy ký thịt heo. Ôi trời, ba cái này đồ bỏ. Thôi bây giờ có thể nào đưa đây để mình chứng tỏ mình là Bạch công tử cho coi. Thôi khỏi đi. Dẹp cái tay vô đi. Nghĩ sao vậy? Mới nói tiếng trước tiếng sau kêu Bạch công tử rồi mượn ta 520 ngàn làm gì? Không có mượn. Không có mượn. Đây, đã là Bạch công tử, nếu như ta mượn tiền của Hồng muội, ta sẽ là con chó. Con chó? Đúng vậy. Ta sẽ là con chó. Không có con chó nào vậy luôn á. Trời. Đây, bây giờ nếu không thôi thì Hồng muội cứ giữ lại cái tờ 500. Bây giờ giả bộ như rớt cái tờ 20 xuống thử coi. Làm rớt. Cứ làm rớt cái tờ 20 xuống đi, làm rớt xuống, làm rớt. Nè, rớt 2, 3. Đó. Đúng không? Bây giờ nè, tại vì hồi thời trước á là nếu mà Bạch công tử là coi như là coi tiền giống như cỏ rác. Còn cái thời ông cố nội của ta kinh khủng lắm, thấy không? Là coi như là nổi tiếng về cái vụ mà đốt tiền để mà nấu trứng á. Đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu. Rồi giờ sao? Đây là em thôi, tiền bây giờ đây nè. đây đưa đây, đưa luôn cái tờ 500 đó, mình sẽ đốt tờ 500 đó để mình tìm tờ 20 cho. Đốt tiền. Ê, tụi lao á. Cái gì? Trời đất ơi, thôi dẹp đi. Tiền của người ta là cái tiền quý, tiền trân trọng, tiền mồ hôi nước mắt, tiền buôn bán thịt heo. Thôi bây giờ đâu phải là tự nhiên tiền trời rớt xuống đâu. Bây giờ tờ 20 với tờ 500 thì muội thấy tiếc tờ nào? Bây giờ tiếc tờ 500. Vậy thì cứ thả là tờ 20 xuống. Rồi tiếc luôn tờ 20. Cứ thả đi chút xíu, ba cái đồ quỷ này mà nói cái gì. Thả xuống đi. Rồi. Bây giờ giữa ban ngày anh cũng sẽ đốt tiền để mà tìm lấy tờ 20 cho muội. Thôi, đốt bời lỡ như nó quéo luôn cái tiền thiệt của ta không, sao? Yên tâm sẽ tìm cho. Không. Đừng có vậy đây nè. Không. Mình phải đốt tiền. Đốt tiền chứ có phải đốt phong long đâu mà cứ nhấp nhá. Thế đốt thì đốt luôn đi. Ý là giờ sao? Có gì đâu mà phải nói vậy. Mình thích là mình đốt thôi, mình là Bạch công tử mà. Bạch công tử đang khè mình đấy, đưa ra đi. Đây nè. Trời ơi, cũng số nợ thôi mà, có gì đâu mày. Số nợ đúng không? Đúng là con mắt của người nợ nần, nhìn cái gì cũng ra sổ nợ hết. À không, chỉ bình thường. Tôi nói cho ông biết nha, đây là bí kíp gia phả nhà Hắc công tử nhà tôi đấy. Tôi nói thật với ông nha, ông cố nội nhà tôi chơi không biết như thế nào, nhưng mà ít nhất phải chơi hơn ông cố nội nhà ông tầm 80 bậc nhá. Trời, láo trời ơi, đây là Hắc công tử hay sao? Vậy mà đó giờ mình đi chung mình không biết. Anh ơi, cho em nối lại tình xưa nha. Trời ơi, được chứ. Em năn nỉ, em van xin anh trả nợ cho anh là anh thấy được cái tấm chân tình của em rồi. Trời ơi, bao nhiêu em cũng trả nợ cho anh hết á. Trời ơi, cái gì? Thấm gà. Trả nợ cho Hắc công tử. Tiền nợ đã gà. Đại trai. Trời ơi là trời thiệt. Cái thứ gì á ông ơi? Thứ gì? Thứ gì nhưng mà cũng không phải chui ở dưới gầm giường để tìm ra phả nữa đâu. Thôi Bạch công tử à, ở đây cố mà đốt tiền giả để tìm tiền thật đi nha. Mình đi đây. Đi nha.
Chạy cẩn thận nha, coi chừng lọt xuống ao sen nha. Chết ngợp cả lũ nha. Trời ơi, bây giờ nếu mà đã như vậy, đã sốc rồi thì mình sẽ sốc cho nó biết luôn, không? Ba cái thứ này nó rất là rẻ tiền. Đối với Bạch công tử mà ông cô nội của mình đó, thì bao nhiêu đây đâu thấm tháp gì đâu. Bây giờ Hồng Mũi có thể nào cho ta mượn thêm 500 với 20 này là 520 ngàn. Rồi từ sau này mình sẽ tính sau nha. Đơn giản thôi. Đúng rồi. Cái tụi này là phải làm cho nó sáng mắt ra. Chắc chắn. 20, 500 là 520 ngàn. Thôi. Trời đất ơi, nói hồi dẫn dụ tôi cho mượn tiền hả? Xin lỗi à, Bạch công tử không ai mà chơi bần gì hết trơn á. Chơi mà chơi mượn tiền hả? Dẹp. Không có cho mượn gì hết trơn á. Xin ra. Ủa, Hồng, Hồng. Trời ơi, đối xử với Bạch công tử như vậy sao? Hát công tử ơi, sao mà lâu dữ vậy? Không biết nữa, nãy giờ đốt quá trời, đốt mỏi hết tay à. Mà trứng nó chưa sôi. Trời đất ơi. Thấy khói không mà không thấy lửa. Ủa sao kỳ vậy? Vậy làm sao khi nào trứng mới chín? Thì khi nào nước nó sôi lên thì trứng mới chín. Ủa trời đất ơi, quán nó đóng cửa rồi mà tự nhiên đốt cái gì đây? Tính đốt quán rồi hay gì? Không, trời ơi, con đang... Đốt gì vậy? Con đang luộc trứng. Giờ này luộc trứng ở đây. Trời ơi, Sáu ơi Sáu, sao không nghe cái câu hả? Nghe danh công tử bạc liêu, lấy tiền nấu trứng, tỏ ra mình giàu. Nó giàu quá trời, tụi bay lấy tiền. Ủa tiền thiệt luôn hả? Tiền giả. Trời ơi, tưởng đồ ngon lấy tiền thiệt chứ. Có tiền thiệt đây nè. Nãy đưa tiền thiệt ra, cái ảnh nói cất đi. Có khả năng là đốt tiền giả nên trứng nó không sôi ấy. Đưa anh ít tiền thật anh đốt đi. Quán người ta đã đóng cửa rồi. Hễ mà muốn ăn, muốn uống, muốn mua cái gì thì kêu đặng tôi làm tiếp. Còn không thì thôi dọn đi chỗ khác nấu. Thôi, chưa có sôi, chưa có chín. Con đốt tiền thôi mà cô làm gì căng thế? Con không có đốt tiền của cô đâu. Thế thì chỗ đốt tự nhiên lại sân tôi đốt trời. Con muốn chơi lớn như vậy để cho cô biết đấy. Trước giờ cô lúc nào cũng nghĩ con nghèo không có tiền, không có gì mua được hàng nhà cô. Mày đốt tiền, giấy tiền vàng bạc mà mày giàu cái gì trời? Mày tính trù ẻo ta hả? Không, đưa tiền thật đi anh đốt luôn. Đây. Cái gì vậy? Tiền thiệt. Mày không có tự nhiên đưa tiền thiệt cho nó đốt. Lầu xồi thế, cô vào làm cho con cái lẩu đi. Trong lúc đấy để con đốt trứng nó chín thì thiếu ăn mới lẩu luôn. Đúng rồi, chẳng thà làm cái lẩu đi để Hắc Bạch chúng ta cùng ngồi và bàn lại nhau. Tại vì mình đã là công tử mà, mình là con cháu công tử nhà giàu là mình phải chơi chung với nhau. Người ta mới gọi là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Đó là trâu ngựa tìm nhau. Sao lại nói ngu thế nhỉ? Ngu gì? Nói cái gì nó phải sang ra, hai người sang trọng gặp nhau với đây trâu ngựa gặp nhau. Không thì đại khái là giống như là giàu gặp giàu vậy đó, chơi với nhau. Là nồi nào giống nấy á? Không phải, cái đó ta gọi là xứng lưới vừa đôi. Đúng rồi, thôi bây giờ gì? Cái nồi lẩu đúng không? Đúng rồi. Ai trả tiền? Thấm trả. Thấm trả không? Thấm trả hả? Trả không? Trả. Rồi, trả tiền thì vô nấu. Thấm trả, thấm được cái gì? Thấm sẽ được là Hắc công tử phu nhân. Trời ơi, làm Hắc công tử phu nhân là sướng lắm đúng không? Là như bà hoàng vậy đó. Đúng như vậy, bà hoàng của cái xóm này ai nhìn vào cũng phải thèm khát. Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, hiểu không? Rồi, thấm trả. Đó. Bạch công tử. Bạch công tử ơi. Ôi. Bạch công tử, nãy giờ em đứng đây em suy nghĩ rồi. Em sẽ gom góp hết tất cả những nợ nần của Bạch công tử. Em trả hết luôn. Cứ trả hết đi. Dạ. Tại vì nay mai ta sẽ giàu lên. Nhưng với một điều kiện. Sao? Bạch công tử phải cho em một danh phận chứ em không thấy nào mà thua cái con quỷ bán gà bệnh được hết trơn trội á. Nếu mà như vậy thì ta sẽ phong nàng làm Bạch công tử phu nhân. Rồi, dừng ngưng cái vụ Hắc Bạch phu nhân đi. Tôi nói chuyện cho nghe. Hai con quỷ này nè, lớn đầu rồi, tới tuổi lấy chồng, nó ngu vừa thôi. Nó bận cái bộ đồ trắng lên cái thành Bạch công tử. Chứ sao? Quăng bộ đồ đen lên cái thành Hắc công tử. Không á. Đây nè, di sản của ông có đậu nữa nè. Có đi. Cái này là cái gì vậy? Cái này... Đây. Không. Sổ nợ của thằng Lùng.
À không, đây, đây, cái, đây. Này, cái này khỏi ạ. Sổ nợ của thằng Ròm ta nhớ, có ghi trọng. Ôi, vậy là ngoài những cái nợ nần ở bên ngoài kia thì còn có nợ ở quán của Sáu nữa hả? Mới mà có nghĩa lý gì đâu, không có nghĩa lý gì cả. Hồng cứ trả hết đi, rồi tôi sẽ tính hết. Đúng như vậy đấy, bên đấy Hồng trả đi, bên đây Thắm trả, rồi mình mang tiền ở đây mình đốt như đốt lửa trại rồi đấy. Thôi thôi thôi, đủ rồi, đừng có khoác lác nữa. Hai ông hắc bạch công tử, dởm. Ừ. Hài Phương Nam, vui lắm à nghe. Lực. Anh Lực. À, cái gì vậy? Cái gì mà giờ này còn ra đi cuốc cuốc nữa vậy? Chứ công việc của tôi mà. Anh không có nhớ hôm nay là cái ngày gì hết hả? Nay là ngày cuốc. Ngày nào không đi cuốc. Chứ nói ngày gì sao nhớ được ngày gì. À cha, trời ơi, làm đánh đau vậy? Sinh nhật hả? Trời ơi, bữa nay là cái ngày mà, cái ngày mà quan trọng của em với anh đó. Ngày quan trọng, ngày quan trọng là ngày gì? Trời ơi, không nhớ thiệt á. Hôm nay là cái ngày mà, ngày cuối cùng của cái ngày 3 năm đó. Là bữa nay là ngày cuối của 3 năm. 3 năm là... Nó cũng không hiểu luôn á. Hôm nay là cái ngày cuối cùng em làm dâu cái nhà đó. Em làm vợ hụt của cái thằng đó đó. À đúng rồi, đúng rồi. Vậy là đúng 3 năm. Là mình không còn được làm dâu nhà nó nữa. Đúng rồi. Tại vì thằng hai gà nó chết rồi. Đúng rồi. Mà sao không nhớ thiệt, buồn ghê luôn á. Em chờ em đếm từng ngày từng giờ luôn á. Anh suốt ngày lo cài lo cuốc, làm sao mà giống như em đếm từng ngày từng giờ được. Mặc dù lúc nào anh cũng nhớ tới em. Thôi bây giờ không có thích làm gì nữa hết trơn. Nghỉ xả đi. Bây giờ mình đi chơi đi. Đi chơi hả? Ừ. Hôm nay nói chung là em muốn xả láng luôn. Nhưng mà bây giờ nói không được đâu. Bộ xem gan quá vậy hả? Ở đây rồi người ta đi qua đi lại rồi. Rồi rủi người ta thấy là sao? Ủa? Người ta thấy thì có sao đâu. Bây giờ là hết hạn rồi, em đâu có còn làm dâu nhà người ta nữa đâu. Em đâu có còn làm vợ của ai đâu. Thì xả láng bữa đi, xả cản luôn đi. Chờ lâu quá trời. Đi ra cái chòi dịch đi, chứ không ở đây được đâu. Nha. Thì bây giờ tự nhiên à, phải ôm người ta này nọ, không có mừng gì hết trơn. Chứ người ta kỳ ngại. Vậy phải diễn mừng lên hả? Ừ. Mừng quá đi à. Cái gì vậy? Thì kêu mừng lên. Mừng thì phải làm gì chứ, tự nhiên cứ đứng kỳ ngại quá. Ở đây đâu có làm được gì đâu. Chị ôm cái đi. Cửa. Em nói nghe nè, anh ôm em chặt chút xíu nữa được không? Xiết xiết em cái nữa. Trời ơi, em cảm thấy tự nhiên á, em lâng lâng á. Ừ. Cái em hạnh phúc quá. Ừ. Em muốn hét lên. Hét gì? Em muốn sống bên anh cho anh đêm. Đừng có mơ 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 mơ. Chỗ tôi đang ta đang lãng mạn tự nhiên bà nội nào ca đâu kê mà mở eco thì ghê vậy. Thiệt luôn á. Vô duyên lắm luôn á. Quá vô duyên luôn thôi ôm dạ. Cái đồ hương gái chắc nết. Nè, chị cũng là chị dâu của tôi nha. Chị đã có chồng rồi nha. Mà giữa thanh niên bạch nhật đứng ôm trai đánh tay trai hả? Nãy giờ tôi nghe tôi nhìn thấy hết rồi. Ha, tôi về tôi mét má tôi nè. Đồ hương gái chắc nết. Hương gái ngoại tình. Ê, sớm ơi. Ê, la đi, la đi, la đi. Tôi đâu có sợ. Không sợ. Em không sợ nhưng mà anh sợ. Mắc cái gì anh sợ. Em con gái em không sợ thôi chứ tự nhiên anh đàn ông con trai anh sợ. Trời ơi, người ta là trai tơ, người ta sợ đúng rồi. Cái gì? Cái gì? Tơ hả? Tôi mà tơ hả? Thì đúng rồi. Trong mắt em, anh luôn là trai tơ á. Vậy trong mắt em sao? Trong mắt em anh lúc nào cũng là trai non nớt, chàng trai non nớt của em. Đúng rồi, non là hay hơn tơ á. Đúng rồi. Dạ, cái bà chị này, bà có chồng rồi, bà có anh hai của tôi rồi mà còn đi kiếm trai của tôi nữa hả? Nè, nãy giờ cô không hiểu hay là cố tình không hiểu hả? Bữa nay là hết cái hạn 3 năm rồi, tôi không có còn làm dâu nữa nghe chưa? Tôi không có
còn làm vợ nữa nghe chưa? Tôi bây giờ là người độc thân vui tính. Đúng rồi. Bà đừng có mơ nha. Làm dâu là làm vĩnh viễn tới cuối cuộc đời. Làm gì mà hạn 3 năm. Mày nha, cô nói cái này cô sai rồi nha. Vừa phải rồi chứ tôi chịu đựng gia đình cô cũng nhiều lắm rồi đó. Bắt tôi làm rễ bên đó làm sao tôi làm được. Đâu có yêu đâu, người tôi yêu đây là Thảo mà. Không, anh nói dối á. Anh yêu em mà anh xạo đúng không? Anh làm anh giả bộ chập cho em ghen cái gì. Đồ đáng ghét này. Nếu mà đáng ghét vậy thôi tôi không yêu. Mình chứng minh đi, mình chứng minh. Không, anh là người yêu của em mà. Anh phải quay qua đây. Phải, buông ra tôi mệt quá. Đây. Trời. Cấm hai người không nha? Làm gì mà giữa ông nha ngoài đó? Trời. Làm gì mà cấm? Cấm, hết cấm thì cấm thôi. Đồ chị dâu quất nết. Nhưng mà tôi yêu nhau rồi tôi ôm được chứ? Ôm gì mà ôm? Anh ơi, em nói thiệt á, bà có chồng rồi, anh đừng có yêu bà nữa. Ăn em nè. Nè. Ôm hả? Cái gì mà nói cái gì cũng làm vậy? Ai biết đâu kêu sao làm vậy? Kêu cái gì anh cũng làm. Thì tôi kêu anh cái gì anh cũng sợ. Hết sợ rồi. Hết sợ rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ á, nè, anh xử lý cái con cột đèn này cho em. Và em nhắc lại với anh một lần nữa cho anh nhớ nha chưa? Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của 3 năm. Đúng rồi. Em chính thức là người độc thân vui tính. Ha. Và bây giờ anh cứ đến nhà em thoải mái vào 3 ra 7 nha anh. Ủa sao kỳ vậy? Cái gì đâu mà tới gặp em mà phải bước vô rồi bước ra rồi 3 lần với 7 lần là sao? Cái gì mà cũng không hiểu nữa à? Thì thôi, được rồi, tới đó rồi hiểu. Ừ. Em đi trước nha. Bye bye tình yêu của em. Đây, cái bà này. Không, tôi thương Thảo từ hồi lúc mà chưa có lấy thằng anh trời đánh của cô luôn á. Kệ đi Hương em à. Đúng rồi, một động tác rất là đáng yêu. Vậy bây giờ phải làm sao? Ôm nhau đi. Bye bye. Ôi, anh đuổi đi đâu? Đuổi Hương gái chắc nết. Đuổi Hương gái, đăng lại. Anh đừng có mà gặp con nhỏ đó nữa. Là bữa nay là đúng 3 năm thằng hai gà nó bỏ nhà nó đi rồi. Đánh coi. Nãy giờ khóc hoài tôi không tính được luôn á. Nín dứt. Nghe má hỏi nè. Nó nói với mày là nó không còn là con dâu của nhà này nữa hả? Bây giờ cho dù thằng ba gà nó có đi 3 năm rồi, nó vẫn là con dâu của nhà này. Mày nghĩ đi. Bao nhiêu năm nay mày có làm cái gì động tới móng tay móng chân không? Tất cả là nó làm hết. Cho nên bây giờ má cần nó hơn cần mày. Má liên quan gì tự nhiên cái má lôi con vô hả? Con nghe là hả? Chị nói với anh Lực á, là tại má với lại tía của chị á, hai người tự nhậu với nhau xong tự giao kèo, tự bắt người ta cưới xin, chứ không phải là chị muốn. Xong chị nói là chị chịu đựng hết nổi rồi. Không biết đâu, con muốn đâu. Giờ lỡ mà con không cưới được anh Lực á, con sao? Con bỏ lên phố cho mắt con, con đi luôn. Con không ở đây nữa đâu. Lên thành phố làm cái gì á trển? Con với cái nhan sắc của con, con sẽ lên trển. Con làm gì? Con làm tiếp viên. Con làm tiếp viên cho mắt coi. Không biết đâu á, giờ con phải cưới được anh Lực. Trời ơi, tôi nghe cái tôi chán dán mặt mày luôn á. Con làm tiếp viên hả? Cái quán nào vậy? Xin được chưa? Trời ơi, cái quán đó chắc nó tiếp âm binh không quá. Má phải má của con không vậy? Trời ơi, nghĩ sao cái miệng làm tiếp viên, sao làm tiếp viên được? Không biết đâu, má tính thôi, má tính đi. Để từ từ tôi tính. Má tính đi. Bây giờ, phải bắt nó về mới được. Bắt về rồi sao nữa? Con Thảo, mặc dù thằng anh hai mình nó đi 3 năm, mà nó vẫn còn làm dâu của má. Bởi vì má với tía nó chưa hủy hợp đồng mà. Thằng Lực nó vẫn cưới con. Hai đứa nó về đây sẽ làm trâu làm bò cho gia đình mình. Con không biết đâu. Cái gì vậy? Bây giờ má tính thôi, má tính đi. Con đặt giường với anh Lực rồi đó. Trời ơi. Con gái hư. Nghĩ sao chưa cưới mà đặt giường tính ngủ với nhau rồi hả bà? Ủa, chứ chị dâu với anh hai sao? Chưa cưới nhau là má đã nhận người ta là con dâu rồi còn gì. Má mà không lo em chuyện này hả? Con đi ra thành phố làm tiếp viên luôn. Quán nào nhận mày? Con đi làm gái cho má coi.
Trời ơi, trời ơi, đồ đi làm gái kìa, tự tin thấy ớn không? Bà làm ăn cái gì sống nhăn vậy bà nội? Cái gì bà vậy? Làm ăn cái gì sống nhăn vậy hả? Cái gì sống nhăn? Cái gì bình tĩnh mà tôi hỏi bà nè, ngồi đây nói chuyện với bà nè. Bây giờ tôi hỏi bà nè. Cái gì con tại... Thảo con gái tôi nó nghe lời tôi đúng không? Cho nên nó mới chấp nhận. Hồi đó cái ngày hôm đó tôi xỉn, tôi tửng tửng, tôi mới hứa với bà là gả con gái cho con trai của bà. 3 năm rồi, 3 năm bà hành hạ nó đủ rồi, bây giờ thằng con của bà nó trốn, nó chết mất xác rồi, bây giờ phải nhả con gái tôi ra chứ, cho nó trở về bên nhà tôi chứ. Bị điên hả? Đi nắng quá bị ai nhập mà vô đây mà làm rần rần như bị bà nhập đó. Dạ bình tĩnh nghe tôi nói nè. Bình tĩnh rồi nói đi. Trời ơi, lớn tuổi rồi, già rồi. Rồi sao? Lúc đó ông hứa với tôi là ông cũng lớn tuổi rồi mà ông, ê đừng nuốt lời nghe, nuốt lời đây là hàng xóm người ta cười ông ha. Tao nói là ông là lật lọng, không có giữ lời, hiểu không? Rồi giờ sao? Tính lôi gái về đang gả cho thằng Lực phải không? Trời ơi, tụi nó nghe, 3 năm nay thậm thà thậm thục với nhau rồi, tôi biết hết đó, tôi không có mù đâu. Nó quen nhau trước đó rồi, bữa đó tôi lỡ dạy tôi xỉn bà gài độ tôi, cho nên là buộc lòng tôi phải hứa với bà thôi, hiểu không? Chứ bây giờ là tụi nó yêu nhau hồi trước, chứ không phải nó lấy con bà rồi nó mới yêu nhau. Nghe rõ sao chưa? Sao nó nói với tôi? Nó phải nói với tôi nó yêu Lực trước chứ. Ai kêu nó không chịu nói chị? Mắc mớ gì bây giờ bà cũng đi tuyên bố tùm lum hết trơn hết trọi. Bây giờ con trai của bà nó trốn mất tích rồi, nó cờ bạc, nó bán gia chi tử, nó phá nhà phá cửa tùm lum tà la. Bây giờ con gái tôi nó không còn chồng nữa thì bây giờ bà phải thả nó về chứ. Thôi thôi, bây giờ bình tĩnh nè. Bây giờ em tính vậy nghe anh. Em tính vậy nè ha. Tôi tính vậy. Hay à, con gái anh á là nó làm dâu tôi 3 năm rồi đúng không? Yes. Bây giờ anh muốn tôi trả về cho anh để anh gả cho thằng Lực đúng không? Yeah. À thấy không, bây giờ cũng lòi ra. Thôi được rồi, tôi ve với bà chơi vậy thôi. Đơn giản thôi vậy đi. Tôi sẽ có điều kiện ha. Điều kiện gì? Nó phải làm dâu thêm 3 năm nữa tôi sẽ thả nó về cho anh. Muốn lộn nha. Không tôi không lại chứ tôi không có đồ chơi hết nha. Không sao? Bỏ xuống hứa đừng làm gì tôi nghe cha nội. Bà nhìn kỹ đi, đẹp chứ đâu có khùng. Đẹp nhưng mà già rồi, buồn hẻm. Già nhưng mà đẹp, đẹp theo kiểu của người già, đâu có khùng. Tự nhiên bây giờ 3 năm rồi, giờ 3 năm nữa là sao? 3 năm nhanh lắm. Là sao? Sao chẳng gì thì ở làm dâu 3 năm đi rồi tôi thả nó về cho anh. Mắc mớ gì phải chịu làm dâu 3 năm nữa, hồi đó là lỡ thôi mà. Ê, cái đó không phải lỡ với cùi gì đây nha. Ông còn nhớ là ông nhậu tại nhà tôi, rượu của tôi, quán của tôi, cái miệng của ông. Ông hứa với tôi vẫn ghi ở trong lòng. À quên, tôi có ghi âm. Nhắc lại tôi hứa với bà cái gì? Ông hứa là ông gả con gái cho tôi. À. Ha, không cưới cũng được. Ừ. Từ từ lựa ngày lành tháng tốt rồi cưới. Rồi. Cho nó ở đây 3 năm. Rồi. À quên, không có nói là ở đây 3 năm. Cho nó ở đây làm dâu tôi luôn. À. Bây giờ tính lật lọng là sao? Không. Hả? Thôi vậy. Để anh nói cho tôi nghe. Nói gì? Con gái của anh. À, bây giờ nó đã gả cho gia đình của cưng rồi ha, thì bây giờ đó cái chuyện nó thằng con của cưng nó đã bỏ nhà nó đi rồi, mất tiêu rồi ha, thì bây giờ mình trả lại nó đi, cho nó trở về gia đình gốc của nó đi ha, hiểu không? Trời ơi, tự nhiên ôm tôi vậy cha nội. Phải không nữa mà. Đứng bình thường nha, tự nhiên già cái lỗ bóng vậy trời, tự nhiên eo tới eo luôn thấy gớm mà nè. Tôi hết mê trai rồi, đừng mỹ nam kế với tôi ha. Dần vậy đi, quyết định vậy đi cưng. Không phải mình nói chuyện với tình cảm. Đứng yên, không có tình cảm gì với ông nữa hết á. Hết rồi, hết tình cảm rồi. Bây giờ tôi với ông á là thông gia. Thôi bây giờ vậy đi. Bây giờ tôi với ông á đi ra cái bụi tre ở ngoài đầu làng á. Cái chỗ mà tụi nó hay chim chuột với nhau ngoài đó đó. Rồi. Cái mình đi ra ngoài đó mình hỏi ông thần chim chuột. Ha. Chừng nào mà ông đồng ý á thì tôi trả con gái ông về giờ cho ông. Chịu không? Thì bây giờ nó về. Nghe mình nói. Gì nữa? Biết cái này là cái gì không? Gì vậy? Cái này người ta gọi là săn. Săn làm gì? Đứng đây. Ê, đừng nói đốt nhà tôi nha. Đứng đây bà. Đừng nói đốt nhà tôi nha. Bên bây giờ cái này đó là cái, bây giờ cái này là giải quyết cái lời hứa hồi xưa mà bị gài đó, hiểu không? Bây giờ cái này mà chế gì trong người ngay đứa tụi mình, chế vô là châm lửa một cái lời thề đó coi như là xóa bỏ. Trời ơi tôi sợ chết cháy, một tôi thành con ma đen thui thế ghê quá. Trời ơi tôi sợ quá. Buồn ra. Rồi bây giờ muốn cái gì thì tôi nói ông rồi đó, đi ra ngoài đó đi,
rồi hỏi ông thần rồi kiếm chỗ cười ông ok thì tôi trả về cho. Có nghĩa là tối nay phải không? Chừng nào? Tối nay phải không? 9 giờ phải không? Trời ơi, hứa rồi đó nha. Hơn ngày xưa tôi không. Hứa rồi đó nha. Rồi, biết rồi. Trời ơi. Hứa rồi đó nha. Hứa mà 9 giờ mà không tới là đừng nói sao xui nghe. Cái này là đốt là cháy đó nha. Tôi biết rồi. Cháy chết luôn đó nha. Trời. Giờ cha này chả liều gì cơ chứ. Liều. Trời ơi. Ông bị điên à? Xăng mà ông đi uống vậy? Nước trà. Cái gọi là nước trà. Nước trà. Trời ơi, lấy nước trà. Mẹ. Làm hết hồn. Ôi, con không có ra thần chim chuột, con đừng có ra đó. Bây giờ con vô duy nhất cái làng này là cỡ nào con cũng mế luôn á, đừng có ra. Thôi được rồi, trời ơi, tôi mệt quá. Hết xử lý cho già kia, bây giờ tới xử lý tới cô. Được rồi. Ông tính chơi chiêu với tôi hả? Tôi chơi tới cùng với ông luôn. Ây da. Rồi. Đây nè. Rồi quỳ xuống đi. Cái gì vậy? Rồi thôi được rồi. Trời ơi là trời thiệt. Khổ ghê vậy đó. Dạ. Con kính lại cô hồn các đảng. Ấy gì á? Anh tới đây là lại thần chim chuột chứ. Thần chim thần chuột hả? Anh nói bậy bạ đi, bị quật giờ. Dạ, con cúi lại thần chim thần chuột. Thôi mệt quá. Bây giờ á, tôi nói ngắn gọn như vậy nè. Anh là tài sản của tôi, là sự tranh chấp của tôi ha, là những cái gì mà nó yêu quý nhất của tôi. Đó. Cho nên á, bây giờ không có cần anh phải đứng ra giải bày. Để cho tụi tôi giải bày thôi. Đó. Nè, tôi nhường cho cô giải bày trước, có cái gì thì nói hết ra đi. Dĩ nhiên rồi, chị dâu. Chị là chị thì chị phải nhường cho em gái chứ. Trời. Gật nữa. Đâu có đâu, nói chuyện văn nước miếng vô mắt mà. Dạ thưa thần chim chuột á, con là Châu á. Người ta ở trong xóm gọi con là Châu Điên á. Trời ơi, nội nghe cái tên là muốn chạy trốn rồi. Con á, dành cả thanh xuân để yêu anh Lực á. Con buồn lắm. Ảnh không có đáp lại tình cảm của con á. Điên chết đáp gì? Thần chim chuột ơi, người phù hộ cho con với anh Lực thành vợ chồng á. Con lỡ đặt mua giường cho con với anh Lực rồi á. Trả đi. Không trả được, trả là bị mất cọc luôn á. Trời ơi. Thần ơi, thần phù hộ cho con lấy được chồng nha. Bây giờ con không cần gì hết. Tại vì tình yêu đơn phương á, nên con hy vọng á là thần cho con ăn cơm trước kẽn cũng được á. Chỉ cần ngày ngày được ở bên cạnh anh Lực thôi á là con hạnh phúc lắm rồi. Con cảm ơn thần chim chuột. Cho con hằng ngày ôm ảnh luôn á. Con cảm ơn thần chim chuột. Ê, nó nghe nè cô. Trước mặt thần Linh mà cô dùng những cái từ thô thiển vậy mà cũng được đó hả? Thô thiển chỗ nào? Thần chim chuột là ở đây là thấy biết bao nhiêu cảnh chim chuột thô thiển hơn như vậy nữa. Trời. Cho nên những cái lời đó là thần chấp nhận. Dạ con cảm ơn thần chim chuột. Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ta chấp nhận lời cầu nguyện thô thiển của con bé đó. Dạ. Con với thằng Lớn sẽ thành đôi vợ chồng là hợp đạo trời. Nhớ thằng Lớn nó khỏe, nó cài dữ lắm, con phải giữ gìn sức khỏe để chịu đựng nó nghe chưa? Dạ được. Chim chuột con cảm ơn con được hết đã thích cài sao được rồi. Tới tôi nói đi. Lòng thành nha em. Em biết rồi. Con lại đó chim chuột. Thằng chim chuột có hiểu được nỗi khổ của con không? Con tên là Thảo. Mọi người trong xóm hay gọi con là Thảo khùng. Trời ơi, sao cuộc đời cũng gắn liền với ta? Gì không vậy trời? Con cũng dành cả thanh xuân để yêu anh Lực cũng 4 năm rồi. Nhưng mà chỉ vì một cái lời hứa của tía con lúc tía con say rượu
nên con phải làm dâu nhà người ta. Thân chim chuột ơi, người có hiểu nỗi oan ức của con không? Con làm dâu nhà người ta mà con còn y nguyên à? Còn nguyên là cái gì? Dạ là con gái đó thần. Trời, tại vì lúc mà con về làm dâu cái nhà này á, làng chồng của con á, nó mê cờ bạc, rồi cái nó trốn đâu mất xác hết rồi. Ủa, mà nếu vậy thì con coi như là nó chết rồi đi. Ha, đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì coi như là một lần duy nhất thôi. Em gọi người ta là chồng nha. Cha nhã, cái con gì lá đã không chấp nhận lời yêu cầu của con này. Đúng rồi, đúng rồi. Chồng mày chưa chết mà mày trụ quẻo hả con kia? Nhưng mà thằng ơi, bây giờ con với lại Thảo yêu nhau. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là tụi con muốn đến với nhau thì sao hả thần? Cái con này nó ngu lắm. Hả? Mày sẽ không tới được với nó đâu. Ủa sao thần chửi quá vậy? Chửi quá vậy ta? Trời ơi. Vậy thần ơi, giờ có cách nào chỉ giùm tụi con hả thần? Dạ con tới với con châu là hợp đạo trời. Hả? Dạ chúa. Vậy còn Thảo sao? Dạ, con nữa. Lời cầu xin của con Thảo nó không chấp nhận. Nhưng mà tại sao vậy? Ủa là sao? Được. Con phải tới với con châu. Con phải tiếp tục với con châu. Còn con Thảo phải tiếp tục chờ và làm dâu nhà người ta. Thần ơi, vậy là con còn phải chờ bao lâu nữa vậy? Lẽ ra nhà người đã hết hạn 3 năm chờ đợi. Vậy đúng rồi. Dạ đúng. Nhưng do chủ ẻo chồng chết cho nên ta phán cho ngươi phải chờ thêm 30 năm nữa. Không, con phản đối, Trời ơi, chờ 30 năm nữa lúc đó là con 60 tuổi rồi, con còn sức đâu con cãi mẹ nữa trời. Đúng rồi, như vậy là hết đời của con rồi thần ơi. Vậy đâu được, thần gì chơi kỳ vậy? Thằng lớn kia. Dạ. Tránh con Thảo ra. Mày phải ôm con Châu mới đúng. Thằng ơi, con Châu nó giống như cái cột đèn, con ôm vô con không có cảm giác à. Ôm đi, bẻ cổ bây giờ. Ủa gì vậy? Ai vừa đi tam cai một chút, đứa nào dám nhận là thần chiên chuột vậy? Hả? Hình như có một con mắm nào đó phải không? Hả? Dám giỡn mặt cái thần linh sao? Tao báo cho tụi bay biết, tao vừa là thần vừa là ma đó. Dạ. Cảnh tụi bay mà tụi bay không biết đâu. Ai là thằng chuột, ai là thằng chiên? Má đâu vậy? Ủa sao? Thì ta là nãy giờ cô giả hả? Trời ơi, hồi nãy giờ cô giả thằng chim chuột. Ai về không thằng chim chuột không xuất hiện nè. Trời ơi, sợ quá. Mà cũng dám đụng vậy. Cô lại thần, cô lại mạo phạm. Cô này trước kia là nghĩa địa, còn là ma, làm gì có thần. Đứa nào dám bịa ra chuyện thần chim chuột ở đây, đó là con ma thắt cổ tự tử vì tình đây. Cứ vào nhà ta ở chỗ bụi tre này, ta dặn cổ tụi bay chết tươi bây giờ. Thằng Lực lấy con Thảo mới là hợp lý. Dạ. Tao đã là con ma thất tình rồi, không muốn cái cảnh người ta đau khổ vì thất tình nữa. Của bay ngày mai phải làm đám cưới gấp. Đứa nào phản đối tôi cho cả nhà ra nghỉ địa ở chung với nhau. Dạ con dám mạo phạm được, con sợ lắm, con sợ lắm, con không dám đâu. Dạ mày muốn tự là không được đâu. Rồi chim đoạt tư gia bất hợp pháp là mày chết là cái chắc. Ai sao mày lại chiếm đoạt cái quyền bộ của tao ở buổi tre này? Mà đâu mà cái trò bán bộ thần linh. Dạ con lại rồi. Hiện ra đây bẻ cổ mẹ con tụi bay đây. Muốn cái ai tao bẻ cổ tao. Tao đi. Dạ. Chạy đi hả? Sao chạy được? Sao vậy? Ướt dẹp mẹ rồi. Anh mà ướt là em cũng ướt theo luôn. Trời sao?
ráng nhảy qua đây đi à. Nè, chị như vậy là nè, sao bà chị nè. Hai chân nó đánh vô nè. Vậy là tía hả? Ông già vợ tương lai. Dạ. Nhờ dạ. Tía làm cái kế này cho nên hai đứa tụi bay mới cưới nhau được đó. Trời dạ. Ơi làm có muốn chết. Ê, trời ơi. Cái gì vậy? Ma thử mày. Con ma nè. Con ma mập nè. Trời ơi chết cái già bắt dịch. Cái già bắt dịch. Làm tôi hoảng hồn chạy gần chết. Chạy dọc đường nghe tiếng quen quen. Sực nhớ là cha dài này chứ không ai hết đó. Rồi sao? Dạ ma nhát tôi hả? Bà làm trước mà. Đúng rồi. Bà làm trước mà đúng không? Tôi đi theo bà tôi biết bà làm trước cho nên tôi mới làm sao. Thôi được rồi. Bây giờ tôi ghét rồi. Sao? Tôi làm luôn. Làm đi. Làm gì má? Yên tâm để má. Thằng Lực mày phải cưới con trâu nhà má. Tào lao. Cưới tôi đi. Còn con Thảo vẫn làm dâu tiếp tục nhà tôi. Không. Cái gì? Sao mà tôi cưới trâu được trong khi tôi yêu Thảo mà. Mày yêu Thảo nhưng mà mày đang ôm con trâu. Đâu có đâu. Yêu ôm con trâu. Nè, tôi nói lại lần nữa nha. Tôi yêu Thảo mà, tôi đâu có yêu Châu đâu. Còn có yêu nó không? Có. Qua ôm nó. Cái gì kỳ vậy? Cái gì vô duyên quá vậy? Buông ra, xong. Coi như là mày phải cưới con Châu. Nếu mày không cưới con Châu thì tao sẽ đi kiện mày về cái tội là ôm con gái tao. Phải bồi thường nhân phẩm cho nó. Nè, cô đừng ăn nói ngang ngược nha. Tôi đâu có ôm Châu hồi nào đâu mà nói tôi phải bồi thường nhân phẩm. Hả? Đây, nếu mà anh nói ngang ngược vậy gì phải không? Được rồi, ngày mai tôi sẽ lên xã, tôi thưa cô về cái tội. Tội gì? Vi phạm luật hôn nhân gia đình. Thử ai? Ai là người tội nặng hơn? Hả? Thảo, anh cưới em. Dạ. Nói dạ. Em có ôm kìa. Hài Phương Nam vui lắm mà nghe. Tía em làm nông đi cài bừa, má em làm nông đi cài bừa. Má anh là một người nông dân, tía anh là một người nông dân, cùng sống trên đồng bao la. Ủa, anh mới gặp ở Sài Gòn về hả? Anh ở chỗ anh mới về. Lâu quá không gặp. Em khỏe không? Em vẫn khỏe. Công nhận á, em hát hay thiệt. Đúng là con nhà Tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Mà em nói thiệt này nha, má của anh hát hay lắm luôn á. Mà anh hát dở ẹc à. Ủa, anh hát dở hả? Dạ anh hát lại cho em nghe nha. Thôi, anh đừng hát cho cả xóm làng này biết là em không làm gì, lo nói chuyện với trai hả? Đâu có, nói chung là tại vì anh chạy qua đây là anh nhớ em. Sao tự nhiên nhớ người ta? Thì anh đi học ở trên Sài Gòn, lúc nào hình ảnh của em cũng ở trong đầu anh hết, lúc nào anh cũng nhớ em hết á. Anh còn lấy hình của em ra xem nữa. Ủa, hình gì? Hình anh chụp lén em hôm bữa em tắm. Không phải lúc em tắm, em đang đứng tắm heo. Xong rồi lúc đó anh chụp hình em đang tắm mấy con heo. Sao tự nhiên chụp lúc đó? Lúc đó người ta sắn quần sắn áo ghê gần chết. Không nói người ta ra đây người ta chụp với góc dừa nè, nó đẹp hơn, nó dễ thương hơn. Nhưng mà lúc đó em dễ thương á, nhìn em kiểu như là cô thắm vậy đó. Thôi không có chuyện gì nữa, em đi về. Thật ra thì anh muốn nói là anh yêu em. Anh muốn hai đứa mình quen nhau được không? Gì đột ngột quá à. Thôi em không chịu đâu. Anh nói thật lòng á, anh rất là thương em. Em biết không, từ Sài Gòn chạy về là anh chạy qua đây kiếm em liền luôn á. Em nghĩ là mình chưa đến lúc quen nhau đâu. Vậy thôi, anh biết rồi. Anh biết. Đừng có mất nửa tí em la bây giờ. Anh xin lỗi. Thôi anh đi về đây. Nè, em đồng ý. Hả?
em nói gì? Em đồng ý là làm bạn gái anh hả? Người ta mới nói có một xíu định bỏ đi rồi còn đâu. Vậy là em chấp nhận làm bạn gái anh đúng không? Dạ. Đi quá à. Tự nhiên ôm người ta. Thì đâu có ai ở đây đâu. Không được đâu, đừng làm như vậy. Muốn làm gì phải hỏi người ta trước. Anh biết rồi. Thật ra thì em thích anh lâu rồi. Thích anh từ cái hồi mà anh chụp lén em. Lúc mà em tắm cho mấy con heo. Em biết á, nhưng mà em giả bộ không biết thôi. Vậy ngày hôm nay hai đứa mình chính thức quen nhau nha. Dạ. Ghe chiêu Cà Mau cắm sào trên bờ kính ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Chào trời đất ơi. Cửa vườn xuân phá kính từ hôm nào. Tôi vác đôi chiêu bông từ dưới ghe lên sớm rầy. Chia cao nhuộm bùng lâm tâm giọt mồ hôi. Trời ơi. Nhà cô sao trước vắng tanh gió lòng. Chiều đông bông có ai dạo lên khúc nguyệt cầm. Như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thế thảm. Trời ơi. Tôi hơi là tôi mê anh từ cái bài ca này nè. Mà tôi nói thiệt, anh ca sao mà 100 lần như một cái lần nào nó xuống hò nó cũng ngọt ơi là ngọt. Bây ơi. Giờ mà thấy tôi ca hay phải không? Rồi muộn rồi. Tôi ca hay từ xưa tới giờ. Tôi hiểu rồi. Mà cái xóm này có ai ca hay bằng tôi nè. Anh ca số 1 nhưng mà tôi thắc mắc, tôi ngạc nhiên nè. Sao? Là sao thiếu gì bài cũng hay không ca, sao ca 3-1 bài này. Cô gái tứ đầu nè. Trời ơi, thiệt dạo cũ Hoài Lan nè. Thiếu gì bài hay không ca, ca bài 1 vậy trời. Tại tôi thích cái bài này. Vì bài này có hình bóng tôi trong đó. Tôi thích bài này, vì bài này có hình bóng. Ủa hình bóng tôi, anh là làm sao, tôi không hiểu à. Tôi nói là hình bóng của tôi là trong cái bài Tình Anh Bán Chiếu á. Là sao? Thì tôi là người bán chiếu nè. Cái gì? Anh là cái người bán chiếu năm xưa đó hả? Ừ. Chèn đét ơi. Vậy là cái chuyện tình này mấy cũng năm rồi. Thì đó. Ồ hiểu rồi. Anh đem chiếu tới cho người ta. Rồi người ta không lấy. Anh quên đem về nhà phải không? Có chỗ này nè. Sao? Người ta sắp đi lấy chồng. Người ta mới đặt đồ chiếu đó. Rồi cái còn anh nè. Mới đem đồ chiếu đó mà thấy cái hình bóng cô đó dễ thương quá. Anh si tình. Hiểu rồi. Chứ không phải người ta bỏ anh, phản bội anh. Hiểu rồi. Cái này nếu mà như thời buổi bây giờ đó. Thì anh giống như là shipper gì đó. Đó người ta đặt chiếu, cái anh chở tới nơi, cái cô gái không lấy là cổ bơm hàng anh, đúng không? Cổ bơm hàng là sao? Trời ơi, bơm hàng có nghĩa là ship đồ tới mà người ta đem tới không chịu lấy, kia là bơm hàng đó. Rồi người đó đem cái hàng về. Ví dụ đem trả được, trả không trả được ôm luôn. Đó bây giờ anh ôm nó chiếu luôn đúng không? Trời ơi, đồ kỷ niệm đậm đà khó quên sao quên được. Ê nhưng tôi thắc mắc nghe. Tới nhà anh tôi thấy thì anh có chiếu đó, mà cái chiếu cũ xì à. Trời ơi, đâu có mới tin gì đâu. Mà sao không bỏ đi trời? Trời ơi. Trời ơi. Bỏ sao được mà bỏ dạ. Kỷ niệm đầu đời của người ta bỏ cái gì. Trời ơi, tình yêu đầu đời của tôi đó. Tình yêu đầu đời hả? Ừ. Nhớ cô đó lắm hả? Cô gái bơm hàng hả? Sao mà tới giờ tôi vẫn chưa quên đó nha. Khoan, anh cho tôi hỏi nè. Nếu mà anh chưa quên cái tình đầu đời của anh Phương, thì cái mặt này anh dòm đi. Anh dòm đi. Cái mặt này có giống một nét nào của cái cô gái bơm hàng năm xưa của anh không? Nè ký vô nhìn cho kỹ nha. Sao? Cũng có nét đó. Nhưng mà sao thấy nó sai sai cái gì á. Cũng có nét đúng không? Chứ không có giống toàn phần đúng không? Thì đúng rồi. Thì có cái nét đó. À tôi hiểu rồi. Có nghĩa là cái người mà anh nói cô gái bơm hàng là má Dung à? Không, cô đi lấy chồng rồi. Ờ ha. Má Dung là người khác. Ờ đúng rồi. Anh nói tôi có cái nét mà sai sai phải không? Thì chính vì cái sai sai đó tôi mới gặp ba thằng Hùng chứ bộ. Rồi bây giờ ba thằng Hùng mất, thì anh thì vợ cũng mất. Không, cho không nên... phải mất mà không còn thôi.
không phải mất mà không còn, có nghĩa là không còn thở đúng không? Anh sao cũng kịp, hai đứa mình mới về với nhau đúng không? Tại vì là duyên nợ hay sao? Nói chung là có duyên cái nợ hen. Sao mà thì mà anh nói thật với em nghe. Sao? Anh gặp rất nhiều người mà sao làm đứa nào không hợp với anh hay sao? Vậy đó hả? Mà anh nhìn em á làm như là con mắt của anh nó không thể nhìn chỗ khác được nữa. Chỉ có một chỗ này thôi. Nhưng bởi vậy, trời ơi, anh yên tâm. Em nói với anh là em kêu thằng con em mới về rồi, ở thành phố mới về rồi. Để mình nói chuyện của mình đó, nó về rồi nhưng mà bữa nay không có nói nhà, nó đi đâu rồi. Anh mong rằng đó hiểu. Sao không hiểu, tại vì á anh là gà trống nuôi con lâu rồi, em cũng vậy, hiểu không? Chồng em cũng đi xa lâu rồi. Nói bán muối nha. Đi lâu rồi, đó. Anh cũng lâu, em cũng lâu, bây giờ hai đứa mình sáp lại thì có sao đâu, phải không? Chắc tụi nó hiểu thì tụi nó thông cảm. Cho nắm tay được không? Không có ai đâu. Nắm tay chứ con. Nè. Trời ơi, sợ bà con nói sớm dòm quá à. Mà khó dòm cũng không được, ta có biết cũng không sao. Là vì mình coi như bây giờ là trai đơn gái chiếc. Gái chiếc. Chứ không phải là mình ngoại tình ngoại gì phải không? Chứ sao? Kiếm ai à? Dòm tới giờ lui không có ai hết. Hai tay này nắm đi. Dùng văn, dùng dẻ, dắt trẻ đi chơi. Tía em nông đi cài bừa, má em làm nông đi cài bìa. Tía em là một người nông dân. Tán. Ờ con. Chào Tán. Chào tía. Tán ơi, hai người đang tập hát hả? Chuẩn bị có đám phải không ạ? Ờ, sao tôi nhìn không có quen hình ảnh này nghe anh Tư. Tôi quen nhìn con bé này á nghe, là nó đi đứng như là con trai vậy đó. Nó đâu mà có, sao bữa nay nó gặp tôi nó bẽn lẽn e thẹn giống như là con gái mà ra mắt má chồng vậy đó. Trời ơi, con dâu ra mắt má chồng vậy trời. Ngồi đi con. Ngồi đi con. Dạ Tám. Tí con có chuyện quan trọng muốn nói với con. Dạ. Con à, con à, gì vậy Tiến? Tiến có nói đi. À, ý là hai người cứ đùng đẩy nhau vậy. Bây giờ Tiến nói hay là Tám nói? Mà chuyện của Tiến thì Tiến nói, thì tự nhiên Tiến đùng đẩy cho Tám nói. Chuyện của anh nói đi chứ. Mẹ Dung, mẹ bé Dung mất lâu rồi đó. Con à, thường ngày thì con thấy tía không ngại ngùng gì phải không? Chuyện gì cũng nói thẳng với con. Sao hôm nay ba thấy tía thấy khó nói quá à? Tía à? Ủa? Tôi làm gì mà anh nói? Dung à, dạ. Tía nói ví dụ như cái trong nhà mình có hình bóng cục người mẹ thì con nghĩ sao? Con nghĩ sao? Tía nói gì vậy má? Má mất lâu rồi tự nhiên tía nói vậy. Không, vì biết là má con mất lâu rồi, nhưng mà tía con hỏi là thí dụ trong nhà con có một người phụ nữ giống như má con vậy đó, về đây ở chung á thì thấy sao? Tía ơi, tía mà ưng ai á là con mừng cho tía lắm luôn á. Dạ, tía lớn tuổi rồi, tía cũng cần một người bầu bạn chứ đúng không ta? Trời ơi, tội nghiệp nhỏ. Đúng là nó có biết chuyện ghê, đúng rồi. Người ta nói lớn tuổi là chỉ có bầu bạn với nhau, tri kỷ với nhau, chứ con cái không có lo được. Bởi vậy người ta mới có câu là con chăm cha không bằng ông bà chăm nhau. Tía ưng ai hả? Trời ơi, nó mở lời vậy thì anh nói cho con nó nghe đi. Tía ví dụ như là Tám á, Tám muốn hùng cơm góp gạo với tía con ở chung một nhà thì con thấy làm sao? Cái gì con hiểu? Ủa con hiểu về Tám nói cho con nghe. Con cũng như là bây giờ Tám nè và tía con hai người về chung một nhà cùng nhau chung gạo nấu thành cơm. Vậy đó. Con sẽ là chị, con là hùng, con của má sẽ là em. Vậy đó. Con là chị anh Hùng. Anh Hùng là em con. Vậy đó. Hả? Anh Hùng.
anh biết tin gì chưa? Em chuẩn bị thành chị gái của anh. Anh là em trai của em đó. Sao mà không biết? Đầu anh bây giờ nó quay vòng vòng rồi nè. Từ sáng giờ anh bị ù tai á, qua mắt hai lần rồi đó. Ủa? Sao hai lần? Thì hồi sáng em nói yêu anh là lần thứ nhất. Còn lần thứ hai á là má anh nói chuẩn bị đi lấy chồng á. Bây giờ á, má anh chuẩn bị lấy ba em. Xong rồi, rồi bây giờ anh không biết sao luôn. Trời ơi, vậy giờ em không biết là em là đàn trai hay là đàn gái. Em sẽ gọi má anh là má chồng hay là má ghẻ. Rồi anh nữa nè, anh không biết là đàn trai hay là đàn gái. Rồi anh sẽ gọi tía em là ba vợ hay là ba dượng nữa. Sao mà nó rối nùi lên vậy trời? Nhưng mà anh lo lắng quá nè. Sau này lỡ anh với em cưới nhau về, rồi con cái nó gọi tên tía má lộn xà ngầu lên hết cho mà coi. À, hay là em với anh cưới nhau về mình không đẻ con nữa. Em bị gì vậy? Anh đâu phải vô sinh đâu mà không đẻ con. Tại em thấy nó rối nùi lên nè. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em với anh bén nhau đã lâu rồi, nhưng mà sáng nay mới tỏ tình thôi. Còn tía với má ai ngờ cũng bén nhau luôn. Anh cũng đâu có nghĩ là như vậy đâu. Ê, tía với Tám kìa. Ông ngừng chút đi, ông ngừng chút đi. Trời đúng là lớn tuổi rồi, đi chút xíu sao mệt quá mà nó cái chân nó đuối mỏi ghê luôn vậy đó. Trời ơi, bởi nó tới già có khác. Cái gì vậy? Trời ơi, tôi tức cái gì đâu. Tức cái gì? Phải sức khỏe tôi như hồi còn trẻ là tôi cổng bà tôi chạy rồi. Bay 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 rồi. Mà cho dù bây giờ hồi còn trẻ còn cổng tôi kiểu đó tôi cũng không cho đâu. Ai kỳ cục cổng ngoài đường rồi sao? Mà nói nghe nè, sao có ông bài làm hoài vậy? Tôi nghe nói là qua bên đám đó anh bắt người ta đó là phải có trả chiếu qua rồi anh mới cài cái bài đó phải không? Tình anh đang chiếu phải không? Trời ơi, cái đó bà biết thì chi anh? Chị? Tôi gợi hứng cho tôi nhìn cái chiếu của ca mới được. Rủ nhà tao có chiếu rồi sao? Thì... Đi mua à? Trời ơi, là khó khăn cho tao không? Sao nhiều bài không đổi mà có bài ca hoài vậy trời? Bà muốn tôi đổi bài ca hả? Ừ. Tôi thì nhiều bài lắm nhưng cái bài nhiều bà phải hợp với bà mới được. Thì tính đi, nghĩ đi, bài gì cho hợp nè? Có rồi. Bài gì? Ra duyên anh cưới em. Trời ơi, được nha. Hứa nha. Mà mình nói cả bài đó, không được tình anh bắn chiếu nữa nha chưa? Cho nắm tay cái được không? Được chứ sao không được. Đi. Ra duyên anh cưới em, ngộ kỳ thời, con kiên nó leo cây. Thôi rồi. Anh không nghĩ là hai người đó giờ công khai luôn á, nó nắm tay nữa kìa. Thiệt tình á, anh nghe tí em nói không? Tí em tương tư với cô nào trong cái bài tình anh bán chiếu đó? Tí suốt ngày cứ nói là tí thương nhớ cái người trong mộng đó hoài à. Thương nhớ người trong mộng? Mà Tám á, tí nói Tám giống người trong mộng của tí á. Em nói sao? Giống người trong mộng? Là kiểu nó hơi giống giống. Hơi giống giống. Vậy là sao vậy? Anh đang não đang quay vòng vòng. Đang tìm cách. Não quay vòng vòng gì nữa? Tí em nói á là tí em sẽ mua 800 cái chiếu hoa trải nguyên cái đường làng này để rước Tám về nhà đó. Rồi đúng rồi, má anh cũng vậy luôn. Má anh nói là làm một cái đám cưới linh đình, từ xuống trên tới xuống dưới, đãi từ trong nhà ra tới ngoài đường luôn. Không muốn hai đứa mình chia tay đâu. Thôi mà, tụi mình mới yêu nhau được có mấy tiếng à. Bây giờ à, anh có cách này. Cách gì cơ? Bây giờ anh và em tách tía và má anh ra bằng cách tìm người tình trong mộng của tía em. Cài được không? Cái áo đẹp kia vừa y luôn nè, chớp chớp rồi. Đẹp quá ha. Shhh. Gì vậy? Nhìn chiếc áo anh mơ về gì vang. Như vẫn còn đây áo em mặc lễ tơ hồng. Không chịu đâu. Trời đất ơi, người ta là cái người bây giờ mà tự nhiên cứ mơ về dĩ dãn. Không phải ca như vậy. Thì ca như vậy nè. Nhìn cái áo
anh thương về bé Tám. Như vẫn còn trong bé Tám mặc cái áo tím rịm nè. Giỏi quá vậy. Kể đi, miễn là đủ ý là được rồi. Bây giờ tới chỗ này mới là quan trọng nè. Quan trọng là chỉ có trao nhẫn thôi, đúng không? Người ta cho em gấm lụa, còn anh cho em nhẫn cò. Thì em phải bận tâm gì? Sao bận tâm? Con gái người ta rước về mà không có bỏ gì ngoài cái nhẫn cỏ hết trơn. Anh kẹo quá, nhà của anh cũng đâu có thiếu thốn đâu, đâu phải nghèo khổ đâu. Cái lại quá. Vậy càng gì nè? Người ta trao em nhẫn cò, còn anh cho em tất cả. Rồi đi, anh sẽ cười tôi ngay. Rồi trao nhẫn đi. Ừ, trao nhẫn. Tưởng tượng nha. Rồi, má, chú Tư. Tía. Nhậm rồi. Nhậm gì? Hai người không có được trao nhẫn gì cho nhau hết trơn á. Sao gì vậy? Đúng rồi đó. Cái gì hai đứa sao vậy? Tại vì á, bao nhiêu năm qua chú Tư á cứ nghĩ là má là người trong mộng, nhưng mà thật sự á sẽ có một người trong mộng nữa. Ủa? Là sao? Để con đi rước người đó vô cho. Ủa, nó nói cái gì vậy? Người trong mộng nào? Là sao? Đi vô đây. Đây, cô đi vô đây. Đây. Chú Tư, đây mới là người trong mộng của chú Tư á. Ủa là sao? Anh Tư, em á là cái người hồi xưa mà đặt anh cặp chiếu hoa đó. Cái tới ngày mà mình làm đám cưới, cái em xù em đi lấy chồng á, anh nhớ không anh Tư? Nè, cái cô kia, cô xích đằng kia làm gì vô, ngồi sáp, người đàn ông của người ta vậy? Quên. Thì đây là cái người mà hồi xưa là anh thất tình đó hả? Người ta đi lấy chồng, người ta bỏ anh đó hả? Dạ đúng rồi. Ủa mà tôi thấy người này cũng còn đẹp gái quá mà. Nhưng mà tôi với bà này khác một trời một vực. Vì sao ai nói với tôi giống bà ta? Giống mà má. Giống mà. Thì nói sao? Dạ. Cô nói là ngày xưa cô đặt đôi chiếu của tôi. Dạ đúng rồi. Rồi cô đi theo chồng. Dạ. Nghĩa là anh thất tình anh đem đôi chiếu về đó. Hiểu không? Vậy là cô thương cái anh bán chiếu. Dạ đúng rồi. Khoan. Nè, sao nay giờ lấy chồng bao lâu nay rồi sao bây giờ tới đây? Mà sao tướng này giờ không có sang chút nào á? Thấy te tua tơi tả. Dạ, nó cũng có nguyên cớ hết trơn á. Ừ. Sau cái ngày mà em bom hàng cái đôi chiếu của anh, cái chuyện tình duyên của em lại gian dở. Cuộc đời nó gặp nhiều ngang trái em. Cho nên nó là em cảm thấy sám hối. Em không ngờ là chỉ có một lần bom hàng thôi mà làm cuộc đời anh tan nát vậy đó. Cho nên là em mới nguyện để lòng mình, suốt cuộc đời này em chỉ làm một nghề thôi. Nghề gì? Nghề gì? Bán chiếu. Em bán chiếu là gì anh? Bán chiếu để đi khắp xứ, để đi tìm anh. Bây giờ ông trời rung rủ cho em gặp lại anh rồi. Má, đúng là một cặp trời sinh đúng không má? Bây giờ mai mốt á, má phải tựa vô con nè. Má không có được dựa vào chú Tư nữa. Má mà dựa vô chú Tư á, bà xã chú Tư ghen á. Bây giờ em đã tìm gặp anh rồi, mình xe lại tơ tình đã đoạn đi anh. Em ý là muốn nói lại tình xưa chứ gì. Đúng rồi, không mấy hai đứa mình đi bán chiếu đi. Bữa nào ế cái mình có sẵn chiếu, mình chạy ngoài đường mình nằm luôn anh. Đó, bây giờ người yêu của ông cũ của ông về kìa, nói lại tình xưa đi. Cô nói rằng cô thương anh bán chiếu. Dạ đúng rồi. Vì cái sự hối hận. Dạ. Mà cô làm cho người ta khổ. Dạ. Thấy không? Dạ. Rồi bây giờ là cô trở về đây. Trở về đây. Dạ em sám hối đó. Dạ em sám hối, em về đây em tìm anh đó. Vậy thì cô thương anh bán chiếu. Dạ đúng rồi, dạ thương. Không phải thương tôi. Tía. Vậy là cả với con á, là tía tương tư cô nào đó mà cô đi lấy chồng mất rồi. Nên là tụi con mới đi tìm cái người mà tía tương tư nè. Đúng rồi đó chú Tư, con phải chạy từ xóm trên tới xóm dưới á, tìm cái người giống má con á chú Tư. Cái đó là cái câu chuyện của cái bài ca tình anh bán chiếu. Thì đúng rồi, thì cái người này bom hàng ấy nè rồi sao? Thì anh bán chiếu, tôi bom hàng. Nhưng mà tôi đâu phải người bán chiếu. Anh bán gì? Bông muối. Hả? Trời ơi, là sao? Ủa vậy sao mà tối ngày cứ ca cái bài đó hoài là sao? Tại vì tôi thích cái bài ca đó. Chứ đâu có bài ca nào mà tình anh bán muối. Chứ sự thật tôi là không phải bán chiếu mà tôi bán muối. Hai đứa ra đây cho má hỏi nè. Tại sao? Tại sao hai đứa bày ra cái vở kịch này? Tụi sẽ ngăn cấm Tám với lại ổng là sao? Tám, tía, tụi con... Má... Bởi vì tụi con thương nhau. Bởi vì tụi con... Hai đứa sao? Tía ơi,
con thương anh Hùng lắm tía. Má... nếu mà tía với lại Tám đến với nhau thì tụi con làm sao? Má, con cũng thương Dung lắm má. Bà nghĩ sao? Trời ơi, giờ nghĩ sao nữa? Tôi có một thằng con trai à, mà giờ nó thương con Dung thì thôi, mình lớn rồi, mình hy sinh cho tụi nhỏ đi. Tôi với ông chỉ làm bạn thôi, không đến được với nhau đâu. Nhưng mà tôi thương bà, sao không được? Trời ơi, nếu mà được, tôi với ông quen nhau, rồi hai đứa này nó quen nhau, bà còn lấy sớm cười động cổ mình á. Rồi thôi, tôi hiểu rồi. Trời ơi, hèn chi tôi đang bán chéo ngoài chợ đắt gần chết, một hai lô ngược tôi về để hát cái tuồng này, rồi bây giờ ra kết quả vậy đây. Giờ hai anh chị thương nhau đúng không? Ừ. Rồi thì cứ đến với nhau. Hả? Đến với nhau? Ừ. Được không? Rồi hai đứa này, hai đứa này thương nhau thì cưới nhau. Hả? Trời ơi, vậy sao được? Nếu mà tôi lấy ổng, tôi là đàn trai hay đàn gái? Tôi là chồng hay là su gia? Sao không được? Hai người, hai cặp không cùng huyết thống, không vi phạm pháp luật, thì ai thương thì cứ đến với nhau thôi. Cái đó gọi là song hỷ lâm môn. Ồ, song hỷ lâm môn. Vậy là tôi có quyền tôi xốp bà.